Dạ, Út Thìn kính chào cô chú anh chị nha, và các bạn nhé. Hôm nay thì Út Thìn sẽ có một điều bất ngờ dành cho cô chú anh chị và các bạn nhé. Hãy cùng đi theo theo chân Út Thìn ạ. Chắc mình đẩy ra hả? Lát nó đi đi dọc đường đi. Đẩy ra rồi trước vô chạy xe được. Dạ không bỏ luôn. Ủa xin dạ, xin đâu rồi. Cô bỏ dưới luôn hả? Dạ đúng rồi. Đẩy ra đây hả? Đẩy nó vô đi rồi. Để số mát. Rồi. Đắp này xong rồi. Dạ. Không có cấu nữa. Thôi đi đi. Dạ để xe nó chạy qua đây rồi mình kêu nó lên luôn. Trong theo thầy bắt buộc phải đi như vậy á, nó cũng mày cũng thất đạo lên hả? Đúng rồi, đúng rồi, thành theo thầy á tự nhiên cái gì nó cũng cái gì dạ tốt đẹp ạ. Đẩy ra thì nè. Thì cậu biết khách khứa thì đi đến đông đó, mình cũng phụ giúp người ta, mình cũng phải biết người ta. Nếu luôn á đi
thì mình về sớm. Tân mà chắc có tin vui cậu ơi. Ừ, bà cho vui chứ. Dạ, yeah, có tin vui là ở lại lâu. Có sư cô nữa. Dạ. Yeah. Sư cô chuyến này về cùng lâu chứ hả sư cô? Đi cùng tuần. Tuần hả? Vậy là cùng cô cuối cùng tuần. Hy vọng. Hẹn yeah. nhau rồi. Dạ, hẹn nhau. Thầy ra là ở đó, nó không đi. Thấy cho chú đi tu sớm á.